Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 5 tháng 8 trên kênh VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc đã có sự chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Sáng sớm nay thì trời còn nhiều mây, mưa vẫn còn diễn ra một vài nơi với lượng không nhiều. Sau đó mây mỏng dần và trời hưởng nắng. Hiện tại thì nắng trải đều trên toàn miền với nền nhiệt tăng dần. Cảm giác dịu mát như những ngày trước không còn nữa, bởi hiện tại thì nhiệt độ tại đây đang dao động trong khoảng 31 đến 33 độ, một vài nơi chạm ngưỡng 34 độ. Từ đêm nay thì trên toàn khu vực Bắc Bộ mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện rải rác với lượng không nhiều. Ngày mai thì trời chuyển nắng nhiều hơn và nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng 32 đến 34 độ. Trời chuyển nắng ráo tạo điều kiện cho người dân tiêu thoát nước ở đồng ruộng, khắc phục thiệt hại do ngập úng, đồng thời thì thu dọn nhà cửa, sửa chữa đường xá, khắc phục hậu quả sau mưa bão. Và tới khu vực Trung Bộ, tại đây nắng cũng trải dài suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, nhiệt độ tăng nhanh. Hiện tại thì nhiệt độ tại đây đang dao động trong khoảng 33 đến 35 độ và cảm giác oi nóng đã xuất hiện. Còn các tỉnh từ khu vực Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì nhiệt độ có thấp hơn, dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Mức nhiệt này tiếp tục duy trì trong ngày mai. Một điểm đáng lưu ý là tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển vào nên chiều tối tại đây sẽ xuất hiện những cơn mưa rào rải rác, tuy nhiên thì lượng mưa tại đây cũng không nhiều. Vào tới khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thưa quý vị, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ chiều tối nay cho đến ngày mai, do ảnh hưởng kết hợp của đới gió Tây Nam và nhiễu động từ biển thổi vào nên tại đây mưa có xu hướng tăng hơn, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có thể sẽ có tố lốc và gió rất mạnh, người dân tại đây cần hết sức đề phòng. Từ ngày mùng 8 thì mưa tại đây sẽ giảm hơn về lượng và sẽ chỉ còn tập trung nhiều vào buổi chiều tối. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với khu vực phía Tây Bắc Bộ. Tại đây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu tại các tỉnh khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Còn ban ngày thì mưa giảm và trời chuyển nắng, với nhiệt độ ban trưa tại đây không vượt quá 34 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thì trong 2 ngày tới có mưa ở một vài nơi, ban ngày trời nắng và nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại, với nhiệt độ ban trưa tại đây sẽ chạm ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Còn từ ngày mùng 8 trở đi thì trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông và nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất tại đây dao động trong khoảng 30 đến 32 độ. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây trong 2 ngày tới thì ngày có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất sẽ tăng lên ngưỡng là 33 cho đến 35 độ. Từ chiều tối ngày mùng 7 thì mưa lại có xu hướng tăng dần. Riêng tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ thì có khả năng sẽ có mưa vừa với nhiệt độ giảm nhẹ. Sang ngày mùng 8 thì nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới tại đây, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Từ ngày mùng 7 sang đến ngày mùng 8 thì mưa sẽ giảm dần, chỉ còn tập trung nhiều tại các tỉnh khu vực phía Bắc, với nhiệt độ về trưa chiều tại đây sẽ dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, đặc biệt là trong ngày mùng 6, có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung nhiều tại các tỉnh phía Nam, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến dưới ngưỡng 29 độ, tiết trời khá mát mẻ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì mưa sẽ tập trung nhiều trong ngày mai, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông, người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày mùng 8 thì mưa sẽ giảm hơn về cường độ, chỉ còn tập trung vào chiều tối đến đêm, với nhiệt độ về trưa chiều phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội trong 2 ngày tới, tại đây ngày trời nắng, nền nhiệt sẽ có xu hướng tăng trở lại, với nhiệt độ ban trưa sẽ đạt ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ. Còn từ ngày mùng 8 trở đi thì trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng 30 cho đến 32 độ. Trên biển vào ngày mai thì khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông mạnh, làm tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới từ 4 đến 10 km trong mưa, sau đó thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Cũng trong ngày mai thì khu vực giữa và phía nam của Biển Đông sẽ có mưa rào và dông mạnh, gió nam đến tây nam duy trì ở cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, tàu thuyền cần hết sức đề phòng. Từ ngày mùng 7 thì tại đây mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về lượng. Và tin dự báo thời tiết 3 ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.